Rồi mình quay cho các bạn xem là tổng thể là con nái của mình hôm nay được 2 ngày nè. Ngày đầu tiên thì mình không có thụt rửa, hôm nay là ngày thứ hai thì mình sẽ thụt rửa con nái này. Hiện tại con nái của mình là mình không có can thiệp nên con nái của mình không có viêm. Nên mình lấy con nái này làm mẫu cho các bạn để sau này các bạn có can thiệp hoặc là con nái của các bạn bị viêm thì các bạn nhìn trong video của mình thì các bạn làm theo để các bạn thụt rửa. Còn các bạn mà đã nuôi lâu năm và đã rửa thành thục rồi thì các bạn đã biết rồi. Cái này chủ yếu là mình giới thiệu cho những các bạn mới vào nghề mà các bạn chưa có dám làm chứ chưa có biết cách làm để các bạn làm. Để các bạn nhìn trong video các bạn làm theo mình rồi các bạn biết thụt rửa làm sao, đưa vô làm sao, rồi chuẩn bị những cái thứ gì để mình thụt rửa nha. Rồi ở đây các bạn chuẩn bị giùm mình là những cái dụng cụ sau nè. Một là cái ống phối nè. Hai là nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý này ở ngoài tiệm thuốc tây mình mua một chai 10.000 đó. Nước muối sinh lý, đây là gel bôi trơn nha. Rồi bây giờ các bạn lưu ý giúp mình nha. Mình mở cái nắp xanh của chai nước muối sinh lý này mình bỏ đi. Đây đây là cái nắp chai nước ngọt nè. Mình lấy cái kéo là mình vùi một lỗ. Một lỗ nó hơi nhỏ hơn cái ống này nè. Cái ống này là nó dẻo. Rồi các bạn nhét cái ống này qua là nó khít. Rồi các bạn lấy cái nắp xanh này các bạn bỏ đi. Các bạn gắn cái nắp này vô. Nó thành cái que phối nha. Bây giờ mình gắn cho các bạn xem nè. Rồi bây giờ mình gắn cho các bạn xem cái que phối này nè. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Cái que phối này các bạn phải ngâm nước nóng trước khi mà đưa vô cơ thể con heo nha. Ở đây là nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý một là mình mua ở ngoài tiệm, hai là mình tự làm cũng được. Mình nấu nước, ví dụ như là cái son của mình là 5 lít, mình đổ vô 5 lít nước đi, mình bỏ khoảng chừng 1 muỗng rưỡi cà phê muối, rồi các bạn nấu lên, nó có mùi lợ là được, nó lợ là được các bạn. Rồi cái nắp này nè, các bạn bỏ đi, cái nắp nước ngọt bỏ vô đây là nó vừa khít luôn. Các bạn thấy giống như chai tinh mình phối chưa? Rồi sau đó là các bạn tha bôi gel bôi trơn để cho nó trơn nha. Đó, các bạn nhỏ chừng vài giọt gel bôi trơn vô. Các bạn vuốt nè. Rồi cái gel nó dính trên cái thành ống này xong là nó ok. Nó trơn cái ống rồi, bắt đầu mình đưa vô. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa vô nha. Rồi các bạn lưu ý nha, con heo nó nằm như vậy nè thì các bạn đổ thức ăn cho nó ăn. Khi mà nó đang ăn các bạn vừa ăn vừa thụt rửa thì rất là dễ luôn. Còn các bạn đánh nó đứng vậy á là nhiều khi những con mà nái mệt các bạn và nó không cho nó ăn á là nó đứng lên tí xíu là nó nằm xuống, các bạn khó thụt rửa lắm. Bây giờ mình sẽ đổ cho nó ăn rồi mình sẽ thụt rửa nó nha. Rồi mình đã đuổi con heo nó đứng dậy cho nó ăn rồi đó các bạn. Con heo này mình đuổi đứng dậy cho nó ăn rồi. Các bạn nhớ nha, các bạn vừa bơm vô thì các bạn bóp nước nè cho nó duỗi cái đầu nước ra nha. Ở đây cái que cong nè các bạn, mình phối theo cái chiều cong này, các bạn đừng có lật ngửa như vậy, các bạn theo chiều này nè. Mình đút vô từ từ thôi, không có cần gấp đâu, mình vừa đút vô mình vừa bóp nha. Để cho nó dụi cái đầu ống các bạn, để cho nó không có cạ vô cái thành, đừng hạn chế là nó xước. Đây mình đang đưa vô từ từ nè các bạn. Giống như các bạn phối tinh thôi, các bạn cũng không cần đưa vô lúc ống đâu, các bạn đưa vô khoảng 70% cái ống là được rồi. Tại vì mình không phải là phối, mình cũng không cần đưa vô lúc cán đâu. Mình đưa vô từ từ đi các bạn cứ đưa vô từ từ thôi. Như vậy là nước nó vô chổng thì nó hòa với những cái dịch ở chổng á là nó sẽ lỏng, nó sẽ đẩy ra ngoài. Mình bơm như vậy từ từ thôi, cũng đâu cần gấp đâu. Các bạn cứ bóp cái chai mạnh đi rồi nước nó xịt ra thôi. Ở đây là mình đưa vô khoảng 60% cái ống nha, chứ mình không có đưa vô sâu. Đưa vô sâu nữa vẫn được chứ không phải là không được. Nhưng mà mình đưa như vậy là mình cảm giác là nó đã tới tử cung nó rồi. Thì cái nước này nó đã hòa với cái dịch rồi. Rồi các bạn thấy mình bóp không? Mình bóp sau khi cái chai nó dẹp rồi nè. Đó, mình dặn cái đầu ống. Dặn cái đầu ống nhưng mà phải giữ cái này cho chắc nha. Đừng có thụt ra thụt vô là nó xước cái thành đó nha. Đó, các bạn bóp, các bạn lấy hơi. Rồi các bạn dặn lại. Rồi các bạn bóp tiếp. Các bạn làm như vậy nhiều lần thì một chai nước nó vô bình thường. Một lít, 1 lít rưỡi là vô bình thường các bạn.
Mà khi mà các bạn vừa bóp mà nó vừa trào ra nữa thì rất là tốt luôn. Tại vì nó trào ra là nước đây nó tuôn ra là dịch nó sẽ trào ra theo. Rồi nước mới nó đưa vô là nước cũ ở trong nó trào ra ngoài. Đó, mình sắp bơm hết 1 lít chai nước muối sinh lý rồi đó. Các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn tự làm ở nhà. Còn các bạn không có thời gian á thì các bạn ra tiệm thú y á, ở ra tiệm thuốc tây á. Các bạn mua cái chai này chỉ có 10.000 thôi, có chỗ thì bán 13.000. Rồi xong, hiện tại là xong rồi nè. Rồi mình rút từ từ ra các bạn. Đây mình đút vô được nhiêu đây nè. 60% của cái ống. Hiện tại là nước nó chưa có trào ra ngoài, một tí nữa. Ở đây nè các bạn, bây giờ là nó chưa có trào ra ngoài nhưng mà một tí nữa nó sẽ trào ra một ít, rồi nó nằm nó sẽ trào ra một ít nữa. Đó các bạn, bây giờ mình đã bơm vô 1 lít rồi mà nước nó chưa có trào ra ngoài. Cái này là nước nó nhiễu thôi, một tí nữa nó nằm xuống nước sẽ tràn ra ngoài nữa. Các bạn lưu ý giúp mình nha, khi mà các bạn đưa nước muối sinh lý vào á, các bạn thụt rửa khoảng 1 tiếng sau là nước nó sẽ ra sắp hết rồi thì các bạn tiêm thêm 5C oxytocin để nó còn nước ở trong và cái dịch nó động lại á là nó sẽ đẩy ra ngoài cái những cái phần sau cùng đó. Thường thường ở đây là mình sẽ rửa 3 lần. Ví dụ như là ngày đầu tiên là mình không rửa, qua ngày thứ hai mình mới rửa, sáng 1 lần, chiều 1 lần và sáng mai 1 lần. Đó là mình rửa 3 lần nha. Đối với những trường hợp mà con heo các bạn mà viêm nhiều á, các bạn rửa là từ 3 đến 4 lần. Còn mà các bạn con heo các bạn để bình thường mà không bị viêm á, các bạn nếu mà các bạn rửa 2 lần cũng được nữa, sáng chiều cũng được. Ngày thứ hai, ngày thứ nhất không cần rửa đâu, qua ngày thứ hai rửa cũng được, không sao hết các bạn. Tại vì ngày thứ nhất là cái dịch nó còn ra, nhưng mà nhiều khi là nó còn sót nhau này kia rồi nữa, các bạn dù cho các bạn rửa ngày đó thì rửa không sạch, các bạn cứ qua ngày thứ hai các bạn rửa đi. Rồi 1 tiếng sau các bạn tiêm thêm oxytocin cho nó. Rồi video này á, thì mình hướng dẫn các bạn thụt rửa này chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Các bạn phối tinh cũng vậy luôn. Các bạn đút cái ống que phối vô cái chai tinh, các bạn cũng tha gheo bôi trơn. Rồi các bạn cũng đút vô từ từ giống như mình. Ví dụ như con heo á, các bạn đút theo cái vòng cung vậy nè. Các bạn đừng có đút theo cái vòng cung ngược lên, vòng cung ngược xuống. Rồi các bạn đút vô từ từ thôi. Ví dụ như nó không có vô được á thì các bạn xay từ từ. Các bạn đừng có gấp nha, các bạn cứ nông vô đại cái là đầu nó làm cái tật, cái là các bạn bị xước liền. Xước là chắc cú là sẽ viêm luôn. Viêm là các bạn gì phối không đậu. Đó, các bạn thụt rửa thì cũng như vậy, phối tinh thì cũng vậy. Các bạn mới á làm theo cái video mà thụt rửa của mình, phối tinh cũng vậy mà thụt rửa cũng vậy, các bạn cũng đưa vô từ từ thôi. Không có khác biệt gì hết trơn á, nó giống hệt với nhau thôi. Có một cái là bơm tinh với bơm nước muối sinh lý là nó khác nhau thôi các bạn. Các bạn cũng tha gheo bôi trơn để cho cái gọng dây của mình nó trơn, đặng nó không có cạ vô mà cái thành tử cung của nó không bị xước nha. Rồi mình chúc các bạn áp dụng các phương pháp của mình được thành công nha.